Dạ con xin mến chào và kính chúc sức khỏe đến toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh bonsai lục tỉnh miền Tây nha. Thì ngày hôm nay con có đến địa điểm vườn kiển rất là quen thuộc là vườn của cô Đành nha quý cô chú anh chị. Bonsai Đành Nguyễn thì ngày hôm nay cô Đành cũng có đa dạng mặt hàng cây kiển bonsai để giao lưu với quý cô chú anh chị mình đây. Cũng có một số phôi nữa nha quý cô chú anh chị. Còn bonsai thì những cái hành phẩm như sam hương, mai chiếu thủy, ugo với sam trái nha. Sam trái cây nó đang cho bông cho trái cứng cây hết luôn quý cô chú ơi. Dưới trang thì ngày hôm nay bông cũng rất là rực rỡ. Với ngày hôm nay cô được một số phôi sam hương nha quý cô chú anh chị. Về mai chiếu thủy, dâm bụt đài loan, khế găng, rất là đa dạng mặt hàng để giao lưu với cô chú anh chị mình để mình lựa chọn nha. Với cần thân đây thì để biết thêm thông tin chi tiết rõ ràng về hộp số từng cây và giá thì cô mời với cô chú anh chị mình gặp cô Đành nha. Rồi con chào cô ơi. Rồi kính chào bà con đang xem kênh lục tỉnh miền Tây. Hôm nay nhà vườn mình sẽ tiếp tục lên clip số 31 nha bà con, ngày 21 tháng 7. Cũng một số cây quen thuộc của nhà vườn thì hôm nay mình cũng có lên một số phôi già nha, phôi cây già, cây sam hương và sam cánh quốc hồng và con cây khế nữa. Rồi cũng rất mong sự ủng hộ của bà con nha. Nhà vườn mình ở xã Hòa Thành, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp nha bà con. Số điện thoại quen thuộc là 0932 865 761. Rồi bữa nay vô clip hôm nay, đầu clip này là số B0, là một cây mai chiếu thủy cô ha. Cây cốt cành rất là già với cô chú, xương dâm nó cũng cứng cây hết nha. Đây cái phơm ở trên thì nó mịn hết rồi, còn cái phơm dưới này với cô chú nó già. Cây này là nó liền thẹo hết luôn rồi cô ha. Sạch sạch cây 100%. Xương dâm vô là chỉ ra lá là mình chơi thôi nha bà con, cái này thành phẩm rồi, này xương dâm mình vô đầy đủ luôn rồi, cốt cành có luôn. Rồi cái mã số không đi không có hoành này là đo trước nha, hoành này là 34, hoành đế này là 55, đây là 55, cao là 44, tán ngang là 62. Cái này giao lưu với bà con là 7 triệu nha, bao sống rồi xếp luôn. Cái này thì đi mình bó bảo không phải mình xếp luôn chậu này luôn nha bà con, combo chọn có cho quý cô chú chị mình chốt cho mình chạy đó. Một cái chậu đẹp nha, chậu đẹp. Rồi cây số mai chiếu thủy là con xuống cây. Rồi tiếp theo mã số B1 là một cây chân vàng, bông rất là rực rỡ luôn quý cô chú ơi. Chân vàng này thì nó được thường chậu rất lâu rồi. Rồi chân vàng mã số 11 có hoành cũ đây là 30, ra 15 và tán ngang là 47, cái một thân này là 11 nha bà con, thân này 11, thân này 15, hai thân này mà nó chỉ có một góc này thôi nha, cái này là 30 đó, đây là 30 nha bà con. Rồi cái này giao lưu với bà con là 1,7 triệu, 1,7 triệu. Này thì mình bó bầu nha, bó bầu cho bà con. Rồi một cây chân vàng. Tiếp theo thì nhà vườn mình có những cây sam nấu trái nha bà con, những cây sam nấu trái nó đang ra trái. Cây này nó lên xù rất là nhiều luôn quý cô chú. Đây là mấy cục xù thì nhìn rất là đẹp quý cô chú, đặc biệt là cây nó đang cũng đang cho bông cứng cây hết nè quý cô chú ơi. Đây. Này ấm tàn luôn rồi nha bà con, xương dâm thì nó cũng cứng đứng hết cô ha. Nhà vườn mình là những cây sam nấu này là nó rất là già luôn, còn cây này là xù. Rồi cây mã số B2, cây sam nấu trái có hoành là 19, cao 22 và tán ngang 26. Cây này giao lưu với bà con là 990 ngàn nha, 990 ngàn, bao sống bao xếp cho bà con. Rồi mã số 2 xuống đây. Rồi tiếp theo mình cũng có một cây sam nấu trái nữa nha bà con, B3. Những cây sam núi rất là già, chụp đang cho trái, cốt cành nó căng đấu với cây hết. Này mình tháo sạch dây trơn rồi nha bà con, dây đã sạch hết trơn nè, cốt nè. Rất là cành nó nè, cành nó bự, chi cành nó bự hết trơn.
sạch dây đang ôm trái này là về để gì là mình sang cái chậu đẹp mình chơi thôi nha bà con. Rồi cái này có hoành là ở đây là 15 nha, còn dưới này thì hơn nha bà con. Đó tầm khoảng hai mấy con hơn. À, đây là hai mấy nha, còn 15 là mình đo ở đây. Đó. Cao 23 và 8031. Cây này giao lưu với bà con là 900.000. 900. Rồi, 900. Rồi tiếp theo mình cũng có một cây sâm núi trái nữa. Mã số 14. Đang ra trái đầy cây nha bà con. Dây sập dây luôn rồi. Mình mở dây hoàn toàn hết. Cho nên bà con yên tâm không có chết nhánh. Vì mình khỏi cần gỡ dây. Rồi cây mã số B4. Có hoành là 21. Cao 3 hoành đó đây là 21 nha. Còn cái eo này thì có mười mấy nha bà con. Cái eo. Rồi cao 30, 8033. Cây này giao lưu với bà con là 850.000. 850. Bà con nào có mua cây sâm núi trái nhà vườn này thì biết là cái độ già nó có. Rồi xuống đây. Rồi tiếp theo có một cây sâm núi này dáng. Một cây dáng quái nguyên một cục đế đặc vẹo luôn quý cô chú. Dáng quái nha. Cái này là một thân trên nó che một thân nhỏ chứ. Vòng quanh này nó tới đây nó còn ẹo nữa nè, già nha bà con, già nên xù luôn. Mã số B5 quen vòng cho bà con coi. Một cây sâm núi trái mã số B5 có hoành là 19, cao 46 và 8.000 là 39, cao 39 8.045. Mình cũ này là 46 nha bà con, này nó có cái củ bự nè, mình cũ 46. Cây này giao lưu với bà con là 900.000. 900. Mã số B5. Rồi tiếp theo mình cũng có một cây sâm núi trái. Mã số là B6 cô ha. Cây bông cứng cây hết với cô chú ơi. Rất là duyên dáng nha bà con. Tài cành rất là to với cô chú. Trái này là đầy cây luôn. Cây này rất là duyên dáng nha bà con, cây này rất là đẹp luôn nha. Mã số B6 có hoành là 18, cao 30 và 8031. Cây này giao lưu với bà con là 850.000. Đâu sống đâu xuyết. Rồi cái thêm mình cũng có một cây sâm núi trái mã số 7. Đó. Cây này là giá toàn tự nhiên nha bà con. Đó. Bông trái nó cũng cứng cây hết cô. Cứng cây luôn. Này là đặc biệt là mình gỡ dây hết trơn nó cứng. Dáng này bà con nào mà thích cái tàn tự nhiên thì nó vậy. Rồi. Có hoành là 16. Hoành cũ là 22. Cao 35 và 8037. Cái này giao lưu với bà con là 900.000. 900.000 nha bà con. Rồi. Tiếp theo thì mã số B8 là một cây ego. Cây ego nguyên một cục đế luôn quý cô chú. Nó đang bông nha bà con, bông. Mà cũ à, cục đế nè. Nhà vườn mình có rất nhiều là ego này. Bà con nào có nhu cầu thì liên hệ. Sẽ chụp hình cho bà con coi. Bán số lượng nhiều. Rồi cái này có hoành là đó đây là 11, còn hoành cũ là 32. Cao 14 và 8023. Cây này giao lưu với bà con là chỉ có 350.000 thôi. 350 thôi nha bà con. Rồi xuống đây. Rồi tiếp theo mình cũng có một cặp ego nha. Đó. Đang ra bông gỡ luôn. Cây này thì hoành là hoành ở đây là 9, cao 16 và 8027. Cây này thì hoành 11, cao 19 là 825. Cặp này thì bà con nguyên mua nguyên cặp thì chỉ bán 550. Nguyên cặp 550 với bà con, còn nếu bà con cắt ra thì 300. 300 một cây. Rồi. Bông rất là đẹp. Mã số 9 xuống cây.
Rồi, nó số 10 cái euro. Trái này nè nha bà con. Đây cái trái nó màu đỏ rất là đẹp nè quý cô chú. Trái nó, ở đây có màu xanh nè. Trái này sao màu xanh? Nó còn sống thì nó màu xanh cô ha. Ừ. Đặc biệt là cây này nó có cái đoạn thoát thân, nhìn cái form rất là đã nha quý cô chú anh chị. Cái này mình cái chậu thường chậu lâu rồi nha bà con. Nè, mua gì để gì về chơi thôi. Này có hoành là 10. Cây 28 là tán 20. Cây này giao lưu với bà con 500. 500 ngàn nha bà con. Cái này là thường chậu rất lâu rồi. Đó, cây. Okay. Rất là đỏ. Đẹp quý cô chú ơi. Tiếp theo mã số 11 là một cây trang hồng. Cây hồng phấn. Hồng phấn xưa cô ha. Bông đầy cây luôn nha bà con. Cứng nửng hết với cô chú. Rất là đẹp với cô chú ơi. Cây này già cây luôn rồi. Bông đều trang luôn. Rồi, cây này có hoành là hoành chung ở đây là 20 nha bà con. Cái này nó dưới này nó có mấy tược. Hoành chung là 20, cao 23 và tán ngang 27. Cây này giao lưu với bà con là 450.000. 450.000, số 11. Rồi tiếp theo mình có một cây trang đỏ. Cây này đang ra bông đẹp, rất là đẹp nha. Đặc biệt là nó được một cái cục đế rất là to luôn rồi quý cô chú. Cây rất là già cây này. Rồi, mã số 12 nha bà con. Cây trang đỏ, mẫu đơn. Mẫu đơn đỏ, lá nhỏ. Có hoành là mình là 18, cao 24 và tán ngang 33. Cây này giao lưu với bà con cũng 450.000. 450. Rồi, tiếp theo mình có cây thằng thang quái nha bà con. Cây thằng thang quái. Nguyên một cục đế là nó cứng trong cái giót luôn cô ha. Giáp chân chính luôn. Tròn trong tay hết với cô chú. Rồi, nó số 13. Số hoành là 13. Hoành cũ là, này hoành cũ không có đo. Hoành cũ là giáp với chậu chính luôn nha bà con. Chậu C9 lớn. Cây này giao lưu với bà con chỉ có 390.000 thôi. 390. Đó, cây gần thang nha. Rồi, tiếp theo mã số 14 là một cây xanh hương thành phẩm nha bà con. Cây xanh hương này thì nó ấm tàn rồi. Này cô chú anh chị mình chốt về là mình chơi thôi chứ mình không có cần chỉnh sửa nữa với cô chú. Là khi là chỉnh cho bà con thì xếp luôn cái chậu trên. Dạ. Chậu trên bỏ chậu dưới lên nha bà con. Đó. Cây xanh hương đại lo nha. Này cốt cành nó rất là già. Theo dít tự dành nó lạnh hết trơn. Không có tùy quá thì mấy cái này mặt cắt này nó lạnh hết trơn. Co lắc lượng từng chi tiết hết. Rồi cái xăm hương mã số 14 có hoành thân là 27, hoành đế này là 45, đặc biệt nó có bộ đế nha bà con. Đế điều 24 giờ luôn. Cô ha. 45, cao 33, tán 50. Đó. Cái này giao lưu với bà con là 3,5 triệu nha. 3,500,000. Cái này nó thường chậu rất lâu mà nó có bộ đế, toàn bộ là nó thành phẩm luôn à. Rồi, xuống cây. Ở nhà vườn mình thì có nhiều cây nha bà con, phôi. Từ cây phôi tới cây thành phẩm đẹp, đẹp thì mắc tiền. Loại thường thì nó loại chung thì ít tiền chút, còn cái phôi thì nó rẻ tiền. Cặp xăm hương này thì nó chưa được thành phẩm hung, nó cũng phơm nó cũng ấm rồi cô ha. Về thì này cũng vô cũng được 3 nước dây rồi, nó đang ôm bông ôm trái luôn nè. Thì cặp này thì giao lưu bà con chỉ có 600 thôi, một cây 300. Bà con chốt nguyên cặp này thì tính 550. Đó. Tiền nào thì của nấy, nhà vườn mình thì cây nhà lấy vườn mình bán hơi nới chút cho bà con chơi. Này thì hoành thì 13, cao 33 mà tán ngang 30. Đó, ôm bông ôm trái. Còn cây này thì hoành cũng vậy. Hoành này 18, cao 23 và tán ngang 47. Này được định hình sữa trên luôn rồi. Rất là thôi. Chừng nước dây nữa là nó ấm tàn thôi. Đó. Cặp này 550, nguyên cặp. Mua lẻ thì 300 cây. Rồi xuống. Rồi tiếp theo mình cũng có một cây xăm hương. Xăm hương này cũng là
đồ già nó có nằm trong chậu này rất lâu rồi, nó cũng thành thẩm hết rồi cô ha. Đủ loại nha bà con, sam hương này cũng đủ loại rồi. Cái này thì nó có hoành là 25, hoành 25, cao 43 và tán ngang là 52. Cái này cây này giao lưu với những nghị với bà con là chỉ có 1 triệu mốt thôi, 1 triệu 100 ngàn thôi cô ha. 100 ngàn giá rất là vừa chơi với cô chú. Bó bầu cái này nè, vàng xương dâm này dữ lắm, đẹp nha bà con, vô từ chi tiết chân luôn mà nó già. Dâm hương này bán giá mới rồi, 600 triệu mốt nha. Tiếp theo mình cũng có một cây sâm núi đổ, mà này thì chưa thành phẩm nha bà con, nó còn mình cũng vô 2-3 miếng dây rồi. Thì nhà vườn có nhiều thứ nên có gì thì đem lên bán lấy cho bà con, có nhu cầu thì bà con ủng hộ giùm. Cây thành phẩm và cây mới định hình cũng có hết luôn ha. Đó, cây này cây đổ rồi, đang dòng cho bà con coi, nhưng mà nó cái độ già nó rất là già luôn. Đó, cây này chỉ có 500 ngàn thôi, thì có hoành là 17, hoành 17 đo ở đây, còn dưới này thì nó bự hơn, cao thì 17, bán ngang 37, mà mã số 17 luôn. Tất cả đều là 7 hết thôi ha. Nhưng mà chỉ riêng có một cái là bán chỉ có 500 thôi. Rồi, xuống đây. Rồi, số 19 thì, uống số 18, 19 hay 18 đấy. 18 thôi ha. Đây, một cây mai chữ thủy nha bà con. Cây mai chữ thủy đó lớn, cây cái độ già nó quá chừng. Hết rồi biết cô chú. Này vẫn trực nha. Một cây vẫn trực rất là đẹp, nhưng mà cái này là chăm chút nó ít, cho nên nó chưa có đẹp hơn. Về bà con mà chịu chỉnh sửa lại nha, vô dây đồ lại là nó rất đẹp. Cây này vẫn trực nè, nó có san hô lên luôn rồi nè. Dữ lắm, nó già cây luôn. Già cây. Cái này nuôi rất là lâu rồi. Sao mặt sao nó cũng đẹp nè, bộ đế nó. Rồi, má số 18 có hoành là ở đây là 16. Hoành cũ này tới 52 là nha bà con. Hoành cũ này tới 52. Cao 23. Cao 23 và tán ngang. Tán ngang thì cũng 3 mấy ạ. Rồi, cái này giao lưu với bà con là 2 triệu 2 nha. Đó. Nó số 18, 2 triệu 2. Xuống đây. Đây, giới thiệu cho bà con một cây mà chữ thủy lá kim, mã số 19 nha. Mã số 19. Phơm tàn rất là đẹp nha bà con. Cây này thì nó là cây mà chữ thủy lá kim, dòng kim thanh mai, cái màu nó có bông cũng ra màu trắng y như cây mai chữ thủy vậy, nó cũng có thơm nhẹ vậy đó. Nó chỉ thua ngày quế thôi cho nó cũng thơm. Với cái dòng này nó cũng rất là xiên bông cô ha. Nè. Đây. Này thì nó có một cái chỗ này mà lành rồi. Mà bích lờ nhìn không thấy nha bà con. Cái gì mình ép chậu là mình chơi thôi. Cái này có hoành 14, cao 12 mà bán ngang 19. Giá hữu nghị chỉ có 750 ngàn thôi nha bà con. 750. Rất là đẹp với cô chú ơi. Rồi, giới thiệu với bà con là một cây mai Thái nha, mai Thái ngọt. Ở nhà thì có nhiều cây cho nên lên rất là nhiều cây. Mong bà con ủng hộ từ đầu tới cuối nước luôn, bạn mà kiếm cây mua nha bà con. Tại vì nhiều cây quá cho nên lên hơi lâu chút. Cây rất là quái với cô chú. Đó, cây này là cây một mai mai ngọt nha. Mai ngọt Thái độc đỏ, độc nó đỏ. Rồi, cây này mã số 20, có hoành là hoành đo đây là 16, còn hoành cũ này tới 33, cao 33 và tán ngang 44. Cây này giao lưu với bà con chỉ có 900, một cây me Thái ngọt thành phẩm luôn rồi. Rồi, rồi này mình có một cây me rẻ tiền, me chua, cây này chỉ có 300 thôi. Giá nó rất là mềm, nhưng mà cái củ của nó thì cũng rất là to cô ha. Cái này rất là đẹp cây. Được uống tàn rất là đẹp nha bà con. Vừa túi tiền mình chơi nha.
300 bao sống bao ship luôn. Quần cũ này là 31, cao 28 là 8030. Rồi cái này cái mã số 21 nha bà con. Rồi xuống đây. Rồi tiếp theo mình có mâm Ogo. Một mâm 5 cây với cô chú. Mâm Ogo 5 cây này có 400 nha bà con. Này nó đang có trái nè. Trời, nó có trái màu hồng rất là đẹp luôn. Cây này mỗi cây mỗi dáng nha bà con. Này là dáng bay. Này dáng trực. Dáng trực luôn. Này thì dáng hơi bay một chút. Hai cây dáng bay và ba cây dáng trực. Đó. Đang ra bông ra trái luôn. Cặp này 4 cây này, ủa 5 cây này 400 ngàn nha bà con. Mã số 22. Rồi xuống đây. Rồi. Có cây sa di Thái. Cây thân lắc lượng rất là đẹp luôn đó quý cô chú. Thái này nghe thấy ca nó ngọt nha bà con. Nó dễ có trái lắm, nó đang ra bông nè. Rồi cây này ở nhà vườn mình cũng có rất nhiều cây này nha. Rồi cái này mã số B23, có hoành cũ là 35. Hoành này chỗ này thì 13, cao là 44. Cái này bán bà con là 550 ngàn. Rồi xoay nghiêng xuống cây. Rồi 24 là một cây linh sam nha bà con. Cây linh sam lá gí. Đây đang cho bông đúng không cô chú? Đặc biệt là cốt cành nó rất là già nha quý cô chú anh chị. Cây linh sam, kim sâm hình, lá dòng kim này lá cũng lá ghi mà không phải lá nhỏ. Cái này cái dòng này là dòng lá chung, mình ép chậu lâu lâu cho nên lá nó nhạt lại cô ha. Ừ. Còn lá ghi thì nó nhỏ hơn nha quý cô chú anh chị. Cái này có hoành là 20 nha bà con, cao là 46, 8055. Cái này giao lưu với bà con là 1.190.000. 1.190.000. Rồi xuống ra. Giới thiệu bà con một cây phôi sigo nha. Phôi sigo này to nha bà con. Cây phôi sigo này to. Đó. Đây cái dòng trái của cây sigo là đây nè quý cô chú anh chị. Một trái sigo luôn. Cây này cũng cây nhỏ mà nó có trái vậy đó. Cái độ già nó là ở dưới đất là nó trái nó nhiều lắm. Bứng lên vậy nè bà con thấy không? Rất là ok luôn quý cô chú ơi. Đây là một cây bự. Cây này nó trái đặt cây luôn nha bà con. Cây này bự nó trái đặt cây luôn, bứng lên nè bà con. Cây sigo nè. Cái thân nó bự như vậy là bà con biết nó già bao nhiêu đó, thân đó nè. Rồi. Phôi sigo. Cái này có hoành là hoành cũ này là 47 nha bà con. Hoành cũ là 47. Cao là 23. Cây này thì giao lưu bà con là 900 nha, một cây phôi sigo. Với một cây sigo đang có trái là độ già nó có, nó nhỏ nhưng độ già nó có. Thì gần nhỏ mà nó rất là già nha quý cô chú. Cây này là bán cặp với này thì bán này thì thêm cho bà con là 300 cây này thôi. 300 cây sigo đang trái và 900 cây phôi sigo. Hai cây là 1.200.000 cũng ha. Rất mong sự ủng hộ của bà con nha. Rồi. Rồi đây là giới thiệu bà con một cây cần thăng nha. Cây cần thăng rất là già luôn. Rất là to, rất là già luôn quý cô chú ơi. Cái độ già nó có là tất cả những cây này là do nhà vườn mình, nhà nha bà con, ở nhà mình cây nhà cái vườn đem mình bán. Đó, cái này thì nó cái vết này thì nó đã cuốn lên rồi. Đặc tính cây từ nhỏ thì mình đã biết của nó rồi, nhưng mà con có gì thì bà con liên hệ. Rồi một cây cần thăng mã số 26, có hoành là hoành 36, còn hoành cũ này lớn nha bà con. Hoành cũ này to, hoành cũ này tới 62 lần. Hoành cũ này 62, cao 49 là 8046. Cái này giao lưu với bà con là 2.500.000 nha. Ấm tàn cây là thành phẩm nhưng mà ấm tàn nha. 2.500.000 một cây cần thăng.
Rồi đó là cái thành phẩm, còn cây này một cây phôi nha bà con. Này cặp là một phôi. Cặp phôi cô ha. Đó, cặp phôi nè. Quá xá củ đế luôn quý cô chú ơi. Mà nó già nha. Nó sức độ già nó có, cái này thì hoành cũ nó 55. À, hoành này đây 14. Đó, còn cây này. Cái này thì hoành nó là 46. Nó có cũ bự không nhờ con. Hoành 46. Cao 33 và tán ngang là 23. Cặp này giao lưu với bà con chỉ có 300. 300 cây. 300 cây. 2 cây là 600 cô nha. 600. Rồi này thì bà con chốt nguyên cặp thì bán bà con chỉ 500 thôi. Đó. Số cây đủ già nó có nha bà con mà. Rất là già, rất là quái luôn quý cô chú ơi. 600 cặp. Mã số 27, D27. Đây là giới thiệu bà con cái dòng sam phất hồng nha. Sam trắng phất hồng cô ha. Phất hồng nha. Đó, cái này là nuôi trong đế ống nha bà con. Nó còn cái này, nếu bà con có thích ống đó, thì mình khui dưới này mình còn một khúc đế ống nữa. Rồi phôi linh sam phất hồng. Mã số 28. Rồi 2 cây. Cái này thì hoành là hoành cũ nó 29 nha bà con. Cũng to 29. Còn hoành bên này là 19. Cao 29. Cái này hoành cũ là 27. Hoành đây là 22. Cao 29 luôn. Mã số 28 mình cặp là giao lưu cây này thì 380.000. Còn cây này thì 350. Nha bà con, ok. Cái này là dòng nghiên nha bà con. Không có ghép nha. Sam trắng phất hồng nghiên. Độ già nó có. Rồi. Tiếp theo là mã số B29 là một cây lộc vườn đọt đỏ nha bà con. Rất là đẹp luôn. Rồi, cái này có hoành là 53, hoành cũ là 53 nha. Này chỗ này thì 17. Cao 43 và tán ngang 51. Cái này giao lưu với bà con là 900. 900 nè. Hết sức cái đế này. Cũng xa mặt xa nó. Rất là giờ đông đặc đế luôn nè, chú. Quá trời cũ đây có nha. Rồi. Tiếp theo giới thiệu với bà con là cái phôi phía chua nha. Phôi phía chua mã số 30. Cây vừa mới bứng lên luôn nha bà con. Dán dịch cốt cành biết cô chú ơi. Này cốt cành có sẵn nha. Này về bà con chỉ đợi có ra tược là mình vô dây thôi. Cốt cành có sẵn luôn. Rồi mã số 30. Có hoành là đây là 53. Còn hoành đế này là 80. Cao là 57. Cây này giao lưu với bà con chỉ có 1.9 đó nha bà con. 1.9 cây này nó là dịu xẻo trên nè. Không có xẻo. Cái này nó lạnh trên luôn. Cái này lạnh hết luôn. Rất là già cây với cô chú ơi. Mà hoành nó cũng to nữa. Cái này 8, 8 tất rồi. Mình bé, còn mình thanh thì không nhé. Cái này chết. Cây này khế nha, cây này to nha bà con, cây này khế quá trời bự luôn à. Rồi, mã số 34 là cây khế chua nha bà con, cốt cành nó có rồi. Cái này có hoành là, hoành đây là tới 67 là bự nha bà con, này tới 67. Còn hoành đế này tới 97 là. Rất là to luôn quý cô chú. Đế này 97. Cao là 65. Cây này giao lưu với bà con là 2.2 triệu. Giá là 2.2 triệu thôi quý cô chú ơi. Quá tiền cái cây này nó bự cây. Rồi giới thiệu bà con một phôi mực đài loan nha. Dầm mực đài loan quý cô chú ơi. Này thì về bà con muốn cắt sao thì tùy nha. Cái này mình chưa có cắt thì cốt cành thì nó có rồi đó, nhưng mà
con muốn dán gì thì bà con cắt lại. Một cây bụp đài loan, cây củ đế đặc vẹo hết nha quý cô chú. Đặc vẹo luôn. Rồi, cái này có hoành là 48, hoành cũ là 55. Cây này bự nha bà con, cây này to nha. Cây là 44, cây này giao lưu với bà con 900. Rồi mã số tiếp theo luôn cô. Tiếp theo là mã số 33 là cây mai chứa thủy chung nu mà đột biến nha bà con, nu nè. Đặc biệt nó nu dữ lắm nha. Nu ở nhà mình cũng mới bướng ra lên mấy cây nè. Rồi, cái này có hoành là hoành 30. Hoành đế là 57, cao là 26. Cây này giao lưu với bà con là 600. 600 nhưng mà con mã số 33. Rồi rất là già với cô chú. Rồi mã số tiếp theo luôn con. Rồi tiếp theo là một cặp mai phôi sam hương nha bà con. Đó. Sam hương đại loan, cây phôi rất là già luôn với cô chú. Rất là già. Đó. Cặp này trồng để ống để cao nha bà con. Sam hương này quái luôn á, già cái này. Già luôn. Cốt cành nó cũng có đầy đủ hết cô. Hoành cũ là 33, hoành là 27. Cao 29, cây này giao lưu là 500 nha bà con. Cây này là 500. Cái sam hương này thì hoành cũ nó 40. Cao 4 hoành cũ 40, cao là 42. Cây này 600. Lộn cây này. Cây 600, cây 500, cây này 500 luôn đi. 500 điều luôn nha, đồng giá nha bà con, 500. Rồi. Có cây này rồi. Rồi, vô cây tiếp theo luôn cô ha. Rồi, tiếp theo cây sam hương cốt cành nha bà con. Này sẵn cốt cành sẵn cho chỉ cần về mình ra tượng mình về làm chơi thôi. Đó. Một cây sam hương này là cú liếc bữa nay luôn nha bà con. Đặc biệt là dàn chân nó cũng rất là đều cô ha. Ở đấy nè, đều. Nguyên cái bạch đế đặc vẹo hết luôn cô chú. Nguyên dòng nó cho bà con coi nè. Ở đấy nó có nha. Đấy như đế này là không phải sắp nhưng mà giống như đế sắp vậy. Đế đều bốn mặt luôn. Cốt cành nó già cái nè. Đặc biệt nhà cây nhà vườn mình là rất là già cây nha bà con. Rồi. Cây sam hương này có hoành là hoành đây là 38 nha. Còn hoành cũ này là tới 77 là. Hoành cũ này tới 77. Cao là 50. Tán ngang là 61. Cây này giao lưu với bà con là 6 triệu rưỡi nha bà con. 6 triệu rưỡi, bao sắm bao xếp cho bà con luôn. Cây mình là hoàn toàn sạch cây hết luôn cô ha. Cây này nhiệt độ già cây nó có nha bà con. Cây này sam hương cốt cành. Rồi. À, cây này cũng kết thúc clip hôm nay nha. Thì cuối cùng cũng xin chúc bà con có thật nhiều là sức khỏe nha. Cảm ơn bà con đã ủng hộ nhà vườn mình. Rồi thì mình cũng sáng chủ nhật 9 giờ hẹn với bà con nha. Rồi tạm biệt.